Iti pano vichinteti antarayam nabuchati. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây. Người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Mùa mưa ta sẽ ở đây, hạ này cũng vậy, thu rầy đi đâu. Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe chết gõ, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Một lần nữa con cung kính hành lễ cho Đại Đức Tăng và Sư Xuống Mít ạ. Sa thủ, con thành kính tri ân sư Tuệ Nhẫn. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh sư Pháp Tính, sư Tuệ Nhẫn, cô tu Phúc Hạnh, cô tu nữ Khánh An. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính đọc câu pháp cú số 286. Ý tha quá sằng quá xí xà mi, ý tha hề mằng ta kìm hí xú, ý tí bà lồ quý trình tề tí, âm ta ra dằn na phù trả tí. Ý tha quá sằng quá xí xà mi, ý tha hề mằng ta kìm hí xú, ý tí bà lồ quý trình tề tí, an ta ra dằn na phù trả tí. Y tha quá sang quá si mi, y tha hề mằng ta ghiền hi su, y tí bà lô quý trình tề tí, an ta ra dằn na phù trả tí. Mùa mưa ta ở đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Y tha quá sằng quá si xà mi, y tha hề mằng ta ghiền hi su, y ti bà lô quy trình tề tí, an ta ra dằn na phù trá tí. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rài đi đâu. Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự gõ đồng hỏi thăm. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, cảm ơn chị Đặng Thôn. Nam mô A Giá, Nam mô Tham Á, Nam mô Sa Kha Giá. Con kính lãnh lễ thượng tọa Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng. Kính hỏi cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Khánh An, kính chào với anh chị đang đón tràng. Cảm ơn chị Đăng Đông, chị có người tới tín hiệu nghe rõ. Con xin kể câu kinh pháp cú 286 ạ. Ý tha hoa sâu và xí xa mũi, ý tha hình măng Giêsu, vì khi ba lô vì kinh tế tí, thắng ta ra dân là vua cha tê. Ý tha hoa sang và si sa mi, ý tha hên mang ta Giêsu, vì khi ba lô vì kinh tế tí, thắng ta ra dân là vua cha tê. Mùa mưa ta ở đây, hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng nghĩ, không tự giác hiểu nguy. Đó là hổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thì tha hoa sang
Sa thu lành thay, cảm ơn chị Trần Đạo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Thanh Mai Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Pháp Tính, Đệ Đức Tuệ Nhẫn, Cô Tu Nữ Thánh Nan. Ây mình kính chào quý anh chị. Con xin phép được trải bài câu pháp cú số 286. Cảm ơn chị Rạng Đông, chị Trần Đợi, chị Nhật Quỳnh, chị Hoa Nguyệt đã cho biết rõ âm thanh. Y tha qua sần qua xí xà mi y tha hề màn ta ghi mi su y tí bà lô quy trình tề tí anh ta ra dần na phút cha tí. Y tha qua sần qua xí xà mi y tha hề màn ta ghi mi su y tí bà lô quy trình tề tí anh ta ra dần na phút cha tí. Y tha qua sang qua xin xa mi y tha hi man ta ghim hi so y ti pa lo vi chinh te ti an ta ra yang na phua cha ti. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy không tự giác hiểm nguy. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Y tha qua sang qua si sa mi y tha hi man ta ghim hi so y ti pa lo vi chinh te ti an ta ra yang na phua cha ti. Y tha qua sang qua si sa mi y tha hi man ta ghim hi so y ti pa lo vi chinh te ti an ta ra yang na phua cha ti. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rầy đi đâu? Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gọi đầu hỏi thăm. Bộ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, em kính mời chị Sương Mai tiếp theo ạ. Em kính mời chị nha. Kính mời. Dạ, kính cảm ơn Ái Minh, con Sương Mai. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý bà quý cô tu nữ. Sư Mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 286. Ittha quá sằng quá xí xà mi y tha ê man ta hiềm hí su y tí bà lô quý chình tề tí an ta ra dằng na bút chá tí. Ittha quá sằng quá xí xà mi Ittha ê man ta ghim hi su Itti bà lô quý chình tề tí an ta ra dằng na bút chá tí. Ittha quá sang quý xin sa mi Ittha ê man ta ghim hi su Itti bà lô quý chình tề tí an ta ra dằng na bút chá tí. Ittha quá sang quý sa su si mi Ittha ê man ta ghim hi su Itti bà lô quý chình tề tí an ta ra dằng na bút chá tí. Ittha quá sang quá xin si sa mi Ittha ê man ta ghim hi su Itti bà lô quý chình tề tí an ta ra dằng na bút chá tí. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy không tự giác hiểm nguy. Bản phổ thơ và thơ. Mùa mưa ta sống ở đây, họ ăn
này cũng vậy, thu này thu rài đi đâu, người ngu tình tính chuyện lâu dài, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Bản phổ thơ hòa thượng với Đức. Và kính mời chị Lạc Lê, kính mời cô Ái Minh, kính mời huynh Quách Tha Ná. Dạ, kính cảm ơn chị Đàn Đông. Dạ, con Tâm Phương, con trước hết kính lên lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính lên lễ chị Đại Đức Tăng với cô Tư Nữ, mến chào tất cả Phật tử. Kính cảm ơn Rận Đông và cảm ơn chị Trần Đạo, Hoa Nguyệt và Ái Minh đã cho biết âm thanh rõ. Và con xin đọc và kệ có pháp cú số 286. Y tha quát sằng quát si sa mi y tha hề mang ta ghim hi su y ti ba lô vi chằng vi dình tề ti an ta ra yang na pu chàng ti e tha wa sang wa si sa mi e tha he mang ta gim hi su e ti pa lo we san te ti Atarayang na bun cha ti e tha wa sang wa si mi e tha he mang ta gim hi su e ti pa lo we san te ti Atarayang na bun cha ti Ý tha quan sang qua si sa mi Ý tha hê măng ta ghim mi su Ý tí băng lô quý sân tê tí An ta ra yăng na phu cha tí Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây. Người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác, hiểm nguy. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rầy đi đâu. Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và con kính mời tất cả Phật tử tham gia, mình xin nhường mic lại nghe. Dạ, sa thú, kính cảm ơn chị Lạc Lê. Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sân Kha Giá. Con kính linh lễ Đức Phật, con kính linh lễ giáo pháp, con kính linh tăng, con kính linh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 286. Ý tha quát tăng quá xít xa mí Ý tha hề măng tá ghim hí xú Ý tí pa lô quý chim tề tí An tá ra dăng ná bút chá tí Ý tha sang quá xít xa mí Ý tha hề măng tá ghim hí xú Ý tí pa lô quý chim tề tí An tá ra dăng ná bút chá tí Ý tha quá sang quá xít xa mí Ý tha hề măng tá ghim hí xú Ý tí pa lô quý chim tề tí An tá ra dăng ná bút chá tí Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây Người ngu tâm tưởng quậy, không tự giác hiểm nguy Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng quậy, thu rài đi đâu
Người ngu tính chuyện lâu dài, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Và cấm dân đã ôn bài xong và kính mời bằng tay của huynh Quá Thế Na. Dạ, sa thu lần thầy cập vân. Nam mô Phật-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya, kính đảnh lễ ân Đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ Chư Đại Đức Tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng các quý đạo hữu trong rung. Dạ, con xin được kể kinh pháp cú số 286. Dạ, cảm ơn xin thẳng đông, xin đại mình, xin trần đạo, xin nhật huỳnh cho biết nghèo rõ, xin hoa nguyện. Ita vatsang vasisami ita he manta gim hisu iti balo vichinteti antarayang nabuchati ita vatsang vasisami ita he manta gim hisu iti balo vichinteti antarayang nabuchati ita vatsang vasisami ita he manta gim hisu iti balo vichinteti antarayang nabuchati. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nghi. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng vậy, thu rầy đi đâu. Người ngu tính chuyện dài lâu, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Bản phổ thơ của Ngài Di Đức. Nam mô Phật Tha Giá Con xin được suýt. Kính mời Sita Nhật Huỳnh tiếp theo. Dạ, sa thủ kính cảm ơn huynh Quá Thế Na. Nam mô Bụt Tha Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư trung đức. Dạ, cảm ơn rằng đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Tâm Pháp ơi, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không Tâm Pháp? Dạ, cảm ơn Xích Hoa Nguyệt. Tâm Pháp có nghe âm thanh Nhật Quỳnh thì cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu nha. Dạ, con xin được trả bài câu pháp của kinh số 286. Ithavat sang vasisami ithahe mantagim hisu. Dạ, cảm ơn Vinh Vá Thành Á. Itibalo vichinte ti antarayang nabuchati. Ithavat sang vasisami ithahe mantagim hisu. Iti bà lơ vi chinh tê tí anh ta ra giang na vứt cha tí. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vị, tâm tự giác hiểm nguy. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Ý tha vát sang và xin xa mi, ý tha hê manh ta ghiệm hi su y tỷ ba lô vì chinh tê ti anh ta ra văn nà buột cha ti y tha quách sang và xin sa mi y tha ha man ta ghiệm hi su y tỷ ba lô vì chinh tê ti anh ta ra văn nà buột cha ti. Mùa mưa ta sống ở đây, hạ này cũng bị thu rầy đi đâu. Người ngu tính chuyện dài, có nghe sự chết gõ đầu hỏi thăm. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư trung đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Tâm Pháp nghe Nhật Quỳnh kêu chẳng tiêu đâu Quỳnh Quá Thế Na. Chắc tiền đâu. Tâm Pháp nghe Nhật Quỳnh kêu sợ quá trốn luôn à. Dạ, sa thủ lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn Quỳnh Quá Thế Na. Cảm ơn xích Tâm Phương, xích Sương Mai, cựu Ái Minh, xích Trần Đào, xích Răng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh.
Dạ cảm ơn Hoàng Nguyệt. Dạ bây giờ thì cũng cũng vừa tới giờ học ngày mới, mặc dù sớm được vài phút mà giờ tâm pháp trốn rồi, nên con xin phép được thỉnh pháp sư đại sư lên giảng sớm vài phút để sư nghỉ sớm cho khỏe. Dạ Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư. Nam mô Bích Hà dạ, Nam mô Tham Ma dạ, Nam mô Sang Kha dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhassa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lâu mọc đậm nhờ ánh sáng trổ hoa lành rải tảng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên phận ngầm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi. Việc lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngày dời chân sang. Thuyết pháp đỡ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhơn Kiều Trận Như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự vi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Hà giá và đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng viên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 288. Và cảm ơn Minh Bách Thả Ná cho bài học và cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên dự vào đạo tràng. Và sư có nghe được âm thanh con, sư cho con một tín hiệu để con kính nhân mít đến sư ạ. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị. Thực tế thì trước mắt chúng ta và mọi khoảnh khắc mà đời sống của chúng ta thì chúng ta chỉ khéo nhận ra đó chỉ là các pháp duyên sanh, không có tôi, không có cái của tôi, không có con người và không có ai cả, mà chỉ có cái tâm thấy đang thấy đối tượng thị giác, tâm nghe đang nghe âm thanh, tâm ngửi đang ngửi mùi, tâm nếm đang nếm vị, tâm xúc chạm đang xúc chạm với cứng mềm nóng lạnh, và tâm ý đang suy nghĩ với các đối tượng này. Khi mà chúng ta nhận ra được sáu căn này thì chúng ta sẽ thấy chỉ là nhân, là quả, là các pháp duyên sanh. Chúng ta sẽ ly tham, chúng ta không chấp vào bất cứ ai nữa. Thì chúng ta sẽ làm dừng lại cái con đường sanh tử luân hồi. Thật sự là chúng ta không thấy pháp nên chúng ta cứ đẩy cái bánh xe luân hồi đi qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý. Và ý nó là tích lũy và chúng ta cứ luân hồi như vậy thì nó không có đáng nữa, bởi vì kiếp sau cũng chỉ là thấy, là nghe, là ngửi, là nếm, là xúc, là chạm, cũng giống như khoảnh khắc này. Kiếp sau nữa, rồi kiếp sau nữa, rồi kiếp sau nữa, giàu có đến bao nhiêu kiếp nữa thì nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi. Cũng chỉ là các cái danh và kinh nghiệm, các cái sắc của tứ đại và tứ đại hợp thành. Hãy luôn nhớ một điều đó, không có con người nào cụ thể để cho chúng ta dính mắc cả. Nhà cửa, vợ chồng, con cái, tất cả những cái đó chỉ là những suy nghĩ. Mà suy nghĩ thì chúng nghĩ về nhiều thứ chứ không phải là nhà cửa, con cái, vợ chồng, tiền bạc. Và lúc ngủ say thì chúng không có suy nghĩ gì cả. Vậy thì chúng ta thấy nhà ở đâu, con ở đâu, vợ ở đâu, tôi ở đâu, nhà cửa ở đâu? Không, không có cái gì ở đâu hết. Tất cả chỉ là rỗng không. Các pháp chỉ là những cái đặc tính riêng của chúng sanh khởi và biến mất hoàn toàn như khoảnh khắc này.
Bây giờ thì chúng con xin đi vào bài pháp để tán dương công đức Tam Bảo. Arahaṃ sammā sambuddho bhagavā buddhaṃ bhagavantaṃ avivādemi sakkhato bhagavatā dhammo dhammaṃ namassami suppatipanno bhagavato sāvakasangho saṅkhaṃ namassami. Con xin nghiêm tình đảnh lễ ơn đức ba ngôi Tam Bảo cao thượng, Đức Thế Tôn, Đấng Toàn Chi Diệu Giác. Ngài đã bẻ gãy được bánh xe sanh tử luân hồi, Ngài đã diệt tận được vô minh và phiền não, Ngài thật sáng làm thầy của chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn đức Pháp Bảo. Pháp Bảo thật là phương linh diệu dược, chuyên chữa lành tất cả phiền não nơi chúng sanh. Chỉ với những ai có niềm tin chân chánh, có những duyên lành được nghe diệu pháp từ Đức Thế Tôn và đệ tử của Ngài thuyết giảng, người ấy sẽ được an trú vào trong chánh đạo và sớm được giải thoát luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu được chánh chi kiến, thành tựu được các ba la mật và liễu ngộ được lý tứ thánh đế, chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này hay trong giáo pháp này. Với ân đức đành lễ ân đức Tam Bảo phát sanh nên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính chia đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng nguyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Các Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, ở gần ở xa, ở khắp mọi nơi, xin các vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và kính chia phước lành này đến tất cả đạo hữu Phật tử ở gần ở xa. Mong cho quý vị luôn đạt được nhiều phước báo và thành tựu giới hạnh, thành tựu chi kiến chánh trực để thấy rõ diệu pháp đang sanh khởi trong đời sống hàng ngày. Nam mô Bụt Tha Giá. Thật sự giáo pháp này rất khó nghe và rất khó có người thuyết giảng đúng về chân lý diệu pháp đang sanh khởi. Mặc dù chúng ta có kinh điển nhưng mà không dễ chút nào. Chúng ta luôn chạy khỏi những cái thấy, cái nghe, cái ngửi, và chúng ta luôn đưa những cái câu chuyện biến hóa vào trong cái thực tại, mà chúng ta quên mất cái giây phút hiện tại. Nên do đó mà chúng ta phải luôn luôn nhớ về nó. Khi mà chúng ta học pháp Đức Phật, chúng ta phải đưa nó vào được trong cuộc sống và phá hủy cái ngã. Bởi vì cái ý niệm về ngã là cái nhà tù, nó cột chúng ta lại. Do đó mà chúng ta học Phật Pháp, chúng ta phải lưu ý cái điều này. Bây giờ thì chúng con xin đọc cái câu kệ 287 này. Tăng Tút Tá Bát Xúc Măng. Bát Xúc Măng Mắt Tăng Gia Sát Tát Má Nát Săn Nát Răng Sút Tăng Ga Măng Má Hô Khô Quá Mách Chát A Đá Cách Chích Tí Tăng Bút Tá Bát Xúc Măng Mát Tăng Gia Sát Tá Má Nát Săn Nát Răng Sút Tăng Ga Măng Má Hô Khô Quá Mách Chá A Đá Giá Cách Chích Tí. Và cái nghĩa được Ngài dịch là sự chết tóm lấy, mang đi cái người nam ấy là kẻ đã bị say đắm đối với con cái và gia súc, có tâm ý bị quyến luyến, tợ như cơn lũ lớn chộp lấy và cuốn đi ngôi làng đang ngủ say. Ngôi làng đang ngủ say, chúng ta đang ngủ say với sáu căn của mình. Cái từ tăng ấy, thì chúng ta biết nó là một cái đại từ. Và cái từ là Bút Thá Bát Xúc Săn Mắt Tăng, nó là một cái hộp từ gồm có ba từ: Bút Thá gồm với Bát Xúc cộng mấy Xúc Mắt Săn Mắt Tá. Nó là một cái nhóm từ hay là một cái hợp từ. Và ở đây là thuộc về nam tánh mà chia theo đối cách.
tức là chỉ cho cái kẻ đã bị đắm say đối với con cái và súc vật. Putta là một cái danh từ nam tính chỉ cho con cái, còn cái từ Pasu là một cái danh từ nam tính chỉ cho những cái đàn gia súc, và chúng ta biết là những cái người làm nông phu cày ruộng, họ nuôi những cái đàn gia súc để lấy sữa này, lấy thịt này, hay là họ bán để lấy tiền chăm lo cho gia đình. Nên là người nông dân á, thì người ta rất quyến luyến với cái đàn gia súc của họ. Con cái thì khỏi nói rồi. Và tiếp theo nữa là cái từ Sammatta. Sammatta cái căn của nó là căn mát cộng với tá, tiếp đầu ngữ của nó là săn. Ở đây chia theo quá khứ phân từ là đã bị say mê, đã bị say đắm. Chúng ta biết rằng người con đó khi là một cái ông bà già hàng xóm hay là một kẻ thù của chúng ta đã chết trong kiếp trước, họ tái sanh vào làm con của chúng ta, nên tất cả rồi thì chúng ta này kiếp mới vừa kiếp trước đó là kẻ thù, nhưng mà kiếp này thì chúng ta đã say đắm vào những cái người con đó. Có đôi khi chúng ta bỏ mạng, mà có đôi khi thậm chí con cái hỗn hào với chúng ta, nhưng mà cái tình thương của chúng ta dành cho con cũng bất đẫn là lớn. Như vậy thì chúng ta mới thấy được luân hồi thật là đáng sợ. Nhưng mà chúng ta phải như thế nào và phải yêu thương như thế nào để không còn bị dính mắc, mà không còn bị thờ ơ, và cũng không bị lôi cuốn vào cái vòng sanh tử này, thì thật là khó. Thật là khó. Vậy chúng ta chút nữa chúng ta sẽ hiểu về những cái đối tượng thị giác và âm thanh này. Chúng ta càng hiểu nhiều về nó thì chúng ta thấy rằng không có cái gì gọi là con cái, đến ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Cái tiếp đồng ngữ săn thì chúng ta biết là nó có cái nghĩa là cùng hay là hoàn toàn hay là tự mình. Cái căn mát của nó là bị say mê, bị say mê, bị chìm đắm, bị mê mờ. Rồi cái từ xuất tăng, xuất tăng là cái căn của nó là căn xúc cộng với tám, nó là quá khứ phân từ. Ở đây là nam tánh và chia theo đối cách là ngủ nghỉ, ngủ nghỉ, ngủ nghỉ. Rồi cái từ adaya cách chết tí, adaya cách chết tí, cách chết tí là đi, nhưng mà ở đây cái adaya nó đi trước nên là nó bị cuốn đi hay bị trôi đi, bị cuốn đi hay là bị trôi đi. Ở đây cái từ còn mấy cái từ nữa thì chúng ta biết từ gamang là cái ngôi làng, nhưng mà ở trong này thì không có, các ngài đấy quen rồi nên các ngài không có để dịch ở đây. Có từ maho khá, maho khô, maho khá đó, chỉ cho cái bọc nước lớn hay là cái bục lưu hay là nó chìm, nó cuốn trôi đi rất là bạo mạnh. Còn cái từ na răng hay là yasatta manasang thì chỉ cho cái người nam, cái người nam ấy nắm say cái người nam ấy. Đó, đó là cái từ vựng ngày hôm nay, nó cũng rất là ngắn gọn mà chúng con xin trình bày đến tất cả quý vị. Và ở đây thì ngài Minh Châu ngài dịch cái thể kệ với năm chữ là người tâm ý đắm say, con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi là ngủ, như lục trôi mình là ngủ. Đó là cái phần dịch của Minh Châu. Chúng ta qua cái phần 2 nói về cái bài kệ này. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý cô tu nữ cùng chư Phật tử, tu kệ ngôn 287 này được Đức Phật thuyết khi mà ngài đến ngự hay là ở tại cái ngôi tịnh xá Chê Tháo Á Ná của ông Cấp Cô Đồng. Và đề cập đến cái làng Kích Sắc Gô Tâm Mi thì chúng ta biết ở trong cái tích truyện trước thì rất là dài, bởi vì làng Kích Sắc Gô Tâm Mi thì có một cái người con trai làng mới sanh thì rất là cũng mấy tuổi đó, thì
Một hôm thì cái em bé trai đó bị những cái bệnh nặng hay bị rõ thì đó làm cho cái người con trai chết đi. Và chúng ta biết là người mẹ mà mới có một người con đó, thì người mẹ than khóc đứt ruột và mới đi cứ ẵm cái xác chết đó của con mình đó, đi hết đầu này đến đầu kia nhờ người ta cứu, những cái người thầy giỏi Bà La Môn hay là gì đó. Mà rồi một hôm đi đến Đức Phật thì Đức Phật mới nói rằng này, nàng kích xác Uttami, nếu mà nàng đi đến nhà ai hỏi xem là người ta có hạt cải hay không, nếu mà có hạt cải thì mới hỏi rằng nhà này có cái người nào chết hay không. Nếu mà nhà nào mà không có người chết thì nàng hãy xin những cái hạt cải đó về rồi ta sẽ cứu con của nàng sống lại. Thì nàng ẵm con nàng đi trong nhiều ngày như vậy thì nàng đi hỏi thì nhà ai cũng có hạt cải hết. Nhưng mà hỏi rằng có nhà ai không chết không thì người ta nói rằng cái cô này thật là ngớ ngẩn. Cô này thật là ngớ ngẩn. Có nhà ai không chết? Không cha chết thì cũng mẹ chết, ông bà tổ tiên xưa đã chết. Và rồi thì chúng ta sống chắc chắn rồi cũng phải chết. Rồi ai cũng phải chết. Dầu là chết trẻ hay chết già, tất cả pháp hữu vi đều có sự hủy diệt. Và lúc đó thì nàng đi hỏi như vậy thì nàng mới tỉnh ngộ ra cái pháp vô thường. Sau đó thì nàng chứng đắc đạo quả. Thì câu kệ này cũng đề cập đến cái điều đó. Và Đức Thế Tôn thuyết khi ngự tại Cetavana đề cập đến nàng Kissa Gotami. Và cái sự tích của nàng Kissa Gotami thì nằm ở trong cái phẩm ngàn mà chúng ta biết đó. Phẩm ngàn là tháng tháng với ngọn cỏ đó. Người ngu có ăn uống không bằng phần 16 người hiểu pháp hữu vi. Đời giàu nói ngàn ngàn lời không có gì lợi ích, tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc đó. Giàu nói ngàn câu kệ nhưng không gì lợi ích, tốt hơn nói một câu nghe xong được tịnh lạc đó. Phẩm ngàn. Và được nói rằng cái kệ ngôn ở trong 114 thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn mới hỏi này cái Kissa Gotami, con đã kiếm được cái nhúm hạt cải chưa? Thì nàng Kissa Gotami mới nói rằng bạch ngài, con kiếm không được, khắp cả cái làng số người chết nhiều hơn là cả cái số người ở sông Hằng. Thì nhân đó Đức Thế Tôn mới dạy rằng con trai ta đã chết thật uổng công vô ích. Đó là định luật tự nhiên đối với tất cả chúng sanh. Tử thần như luồng nước lũ cuốn tất cả chúng sanh chìm đắm xuống biển khổ. Rồi ngài thuyết lên bài kệ nè: Tăng Phút Tá Pasu Samma Tăng Gia Sát Tá Mana Sang Nạ Răng Sút Tăng Ga Mang Bác Hô Khô Quắc Mách Chú A Cha Giác Gách Chết Tí. A Cha Giác Gách Chết Tí. Mách chú ở đây chỉ cho thần chết ha. A Cha Giá Gách Chết Tích. Tâm này bị đắm say con cái và súc vật, bị tử thần bắt đi như nước trôi là ngủ. Ngài Thích Minh Châu thì dịch là lục trôi là ngủ. Và trong chú giải thì ngài chú giải cái từ là Tăng Phú Tá Pasu Sammatang là người nào có con cái và súc vật đầy đủ các hạnh phúc như sức khỏe, sống lâu vân vân, thì người đó thường sanh ra cái niềm tự hào, cống cao, ngã mạn. Nếu chúng ta biết nhà ai mà có con cái đẹp, học giỏi, giàu sang này kia thì họ đi đến đâu họ cũng khoe. Họ khoe tôi không được cái gì, tôi chỉ được những cái người con của tôi học giỏi và chúng rất là chăm ngoan vân vân. Thì chúng ta biết là chúng cái ngã mạn thì nó ngã mạn về tuổi trẻ này, ngã mạn về dòng tộc này, ngã mạn về tuổi ngã mạn về tài sản này, ngã mạn về danh xưng vân vân. Thì cái tâm này nó là như vậy.
Thì những cái người con trai ta tuấn tú khôi ngô, đầy đủ sức mạnh, là bậc hiền trí, có khả năng làm đủ mọi công việc, như bò đực của ta, hình dáng xinh đẹp, vô bệnh, có sức khỏe, kéo xe nặng, bò cái của ta có nhiều sữa, vân vân. Người đó là người còn cắm con cái và súc vật. Và gia sắp tá Manasang là trong những cái tài vật như bạc, vàng, hoặc là bát, hoặc là vị sư thì có bình bát đẹp, y đẹp chẳng hạn. Nếu được chút ít chi, từ đó người ta lại mong ước và cái tâm bị dính mắc vào cái sự cao xa hơn nữa. Trong những cái đối tượng có thể nhận thức bằng nhãn quan đã kể trên, hoặc những cái nhu cầu phụ thuộc kiếm được món nào rồi là tâm lại bị dính mắc vào món đồ đó ngay, và nói lên cái tâm còn bị đắm say. Suttagaman là cái làng ngủ, đây chỉ cho chúng sanh còn đang ngủ trong cái làng đó. Mahokhuwa ví như là cả cái làng như vậy, mà cái dòng nước lũ nó sâu rộng, nó mênh mông, nó cuốn lôi đi tất cả, dầu một con chó cũng không sót lại. Như thế nào thì tử thần cũng lôi cuốn con người ra đi như thế đó. Và cuối thời pháp thì làng Kisakotami đắc được cái quả tu đầu quần, và các thính chúng thì cũng đều hưởng được rất nhiều lợi ích. Và ngài cận đề là chết đứa con so dạng mẹ sầu, tưởng rằng trẻ chết chẳng bao lâu, bàn tay cứu tử còn mong ước, hộp cải hoàng sinh hết vọng cầu. Thấy mẹ vô thường mau tỉnh giác, gặp đường diệt khổ nhẹ lo âu. Hữu duyên Phật độ kiều đàm ốm, nghe pháp vừa xong đắc quả đầu. Dạ không biết quý vị còn nghe không ạ? Dạ thưa quý vị còn nghe không ạ? Dạ alo. Quý vị cho xin một cái... À dạ, dạ tốt quá. Dạ, chúng ta biết rằng nó có tất cả là ba cái sự chết. Sự chết của sát la tâm, sự chết của những kiếp sống do nghiệp tục sinh tạo ra từng kiếp sống, kiếp người, kiếp chó, kiếp gà, kiếp heo, kiếp chư thiên, kiếp phạm thiên, hay là kiếp của các vị thánh nhân còn nằm trong lãnh vực của tử thần. Và chỉ có cái chết của vị A-la-hán là một cái chết đẹp nhất mà không còn dư y nữa. Và trên thực tế thì không có ai chết, mà chỉ có các tâm, tâm sở chúng làm các nhiệm vụ của nó. Hàng ngày bao nhiêu đối tượng thị giác chết đi, vậy chúng đi đâu? Chúng về đâu? Khi nào chúng ta thấy đối tượng thị giác không phải là ai cả, chúng chỉ là sắc, chúng tan hoại, thì chúng ta không còn bị dính mắc vào cái thân này,
không còn dính mắc vào mẹ cha, gia đình, con cái, nhưng mà tâm thì đầy lòng từ và lòng xả ly. Chúng ta sống trọn vẹn với từng khoảnh khắc. Hằng ngày những cái thấy sanh khởi rất nhiều và diệt đi rất nhiều, nhưng không ai khóc cho chúng hết, và cũng không ai hiểu được chúng là gì. Chỉ có những người con của Đức Phật thật sự mới hiểu được chúng, mới không dính mắc với chúng mà thôi. Tất cả chúng ta đều đang chìm vào, dính mắc vào những đối tượng thị giác, đang dính mắc vào âm thanh, đang dính mắc vào mùi, đang dính mắc vào vị, đang dính mắc vào những cái cứng mềm, nóng lạnh. Hằng ngày mà chúng ta thấy được những cái đối tượng thị giác, nó diệt đi vô số lần, âm thanh, cái nghe. Như vậy thì chúng ta thấy chẳng có cha mẹ, vợ con hay súc vật nào in vào cái đối tượng thị giác cả. Cha mẹ, vợ chồng, con cái chỉ có ở suy nghĩ, và suy nghĩ đó chúng nghĩ về mà thôi. Còn cái thấy thì chúng không có thấy đàn bà, không có thấy đàn ông, không có thấy cha, không có thấy mẹ. Bởi vì cái thấy, nó thấy cái đối tượng thị giác nào đều do duyên, do cái nghiệp quá khứ mà chúng tạo ra những cái nhãn thức để thấy những cái đối tượng thị giác này. Cũng vậy, quý vị ở Việt Nam, sinh ra ở Việt Nam, nhưng mà nghiệp nó đưa, có người thì đưa qua Mỹ, có người thì nghiệp nó dẫn đi qua châu Âu, ngay trong hiện kiếp này thôi. Ngày nào mà chúng ta thấy được đối tượng thị giác thực sự không phải là ai đó, rồi chúng ta thấy được cái tâm thấy đó chỉ thấy cái đối tượng thị giác đó ở đó mà thôi. Cái tâm thấy nó không thể nào mà thấy cái đối tượng thị giác chưa hiện khởi. Điều đó là không có xảy ra. Và bất cứ khi nào chúng ta mở mắt thì đối tượng thị giác đã có ở đó rồi. Nhưng mà tâm của chúng ta thì chỉ hướng thích đi tìm cái đối tượng thị giác nào mà chúng ta thích, mà chúng ta lại không hiểu được đối tượng thị giác ở đó nó biểu hiện cho một cái nghiệp, một cái quả, một cái thức sanh khởi, và sau đó là xúc làm duyên cho thọ. Nếu mà chúng ta không thấy được cái thực tại này thì làm sao chúng ta hiểu được pháp duyên sanh, làm sao chúng ta hiểu được lý vô ngã, làm sao chúng ta hiểu được nhân quả, làm sao chúng ta hiểu được nguyên nhân sanh ra chúng, và làm sao chúng ta đoạn diệt được chúng đây? Không, không phải không.
Thực tế thì chúng ta rất là đắm say, đắm say vào đối tượng thị giác, màu, mùi, vị, âm thanh. Cái là thực hiện giờ. Con cái là một cái đối tượng thị giác mà chúng ta đắm chìm ở trong đó, và chúng ta đã dính mắc vào chúng rất là nhiều. Do vậy khi chúng mất đi thì cái sự sầu khổ nó đến gấp bội phần. Nhưng mà chúng ta lại không biết được đối tượng thị giác thì chúng sanh và diệt. Một ngày không biết bao nhiêu đối tượng thị giác sanh khởi và biến mất. Và chúng ta chỉ chìm vào những cái ý niệm về ngã, về con tôi, về tài sản của tôi, về bò heo của tôi, chứ chúng ta không biết gì về thế giới hiện khởi. Chính vì cái bài kệ này mà chúng ta phải hiểu rất là sâu sắc thì mới ra khỏi được sanh tử luân hồi. Và chúng ta biết khi mà con cái, tâm của chúng ta dính mắc vào chúng ta gây dựng tất cả sự nghiệp với cái ý niệm về ngã, rằng cái này tôi sẽ để cho con tôi như thế này như thế kia. Khi mà tâm của chúng ta đắm say vào như vậy đó, mà không hiểu được cái lý vô thường, chính ta còn không có con đâu, tài sản đâu đó, thì khi mà cái pháp vô thường nó hiện khởi, khi tử thần đến khi hỏa hoạn tới, khi nghiệp tới, khi những cái tai ương ập đến, và đã nói rồi, Đức Phật dạy tất cả pháp vô vi bất cứ khoảnh khắc nào đều có sự nguy hiểm, và chính cái sự nguy hiểm này bậc chí thấy chúng là khổ. Bất cứ khoảnh khắc nào của pháp vô vi đều là nguy hiểm hết. Vì chúng luôn luôn trong cái thực tướng tan hoại, không có ai nắm giữ được cái gì cả. Và chúng ta biết rằng sự chết ngày nào trên bàn ăn của từng nhà thì cũng bao nhiêu cái chúng sanh bỏ xác, đó không phải là sự chết ấy. Rồi hàng ngày trong cái quốc độ bao nhiêu người già chết,
bao nhiêu người bệnh chết, rồi bao nhiêu trẻ em sanh ra bị chết, rồi bao nhiêu cái cuộc chiến tranh chết, rồi bao nhiêu cái sự đói khát ập đến, bao nhiêu cái dịch bệnh ở cái xứ này xứ khác. Và cuộc sống này vô cùng ngắn ngủi, vô cùng ngắn ngủi, ngắn ngủi cho đến một sát la. Chỉ khi cái thấy sanh khởi thì thế giới này mới sanh khởi. Cái thế giới, cái thấy này diệt đi thì thế giới này diệt đi. Khi cái nghe sanh khởi thì thế giới của cái thấy không thể sanh khởi được. Chỉ có cái nghe, thế giới của nghe đang sanh khởi. Khi có suy nghĩ thì không thể có cái nghe, không thể có âm thanh ở đó, mà chỉ có suy nghĩ đang sanh khởi. Khi có tham ở đó thì cái thấy không thể ở đó được, không có mặt ở đó, cái nghe không có mặt ở đó, cái ngửi không có mặt ở đó, cái lếp không có mặt ở đó. Khi mà một cảm thọ khổ sanh khởi thì cái nghe không có mặt, cái khổ không, cái ngửi không có mặt, cái hỷ không có mặt, cái lạc không có mặt, cái xả không có mặt được. Đó là thế giới vô cùng ngắn ngủi. Đó là thế giới của chân đế. Và kể cả cái thế giới của loài người thì ngày đêm cũng rất là qua mau. Và cuộc sống ở cõi dục này rất là bấp bênh. Ngày hôm nay chúng ta còn nhìn thấy mặt nhau, nhưng mà sáng mai thì kèn trống và quan tài đã được những cái ngũ quẩn khác khiêng về để làm đám, để cắt những cái lụ hoa rơi để cắm vào trên những quan tài. Và người ta nói đó, đám ma đó rất là đẹp, vòng hoa rất là tươi. Cuộc sống là vô cùng ngắn ngủi. Nhưng mà nó dài đến vô tận cho những kẻ ngu, không thấy diệu pháp của Đức Thế Tôn. Họ mê đắm vào gia đình, mê đắm vào con cái, mê đắm vào tài vật, mê đắm vào súc vật, mê đắm vào vàng bạc, tiền bạc, nhà cửa, chùa chiền, tất cả mọi thứ. Nhưng mà họ mê đến như thế nào đi chăng nữa thì đất vẫn cứ là đất, màu vẫn cứ là màu, mùi vẫn cứ là mùi. Chúng chỉ là vô tri vô giác. Cái đối tượng thị giác chúng không có thấy được, chúng không có cười được, chúng không có nói được, chúng không có biết buồn, biết vui, không biết giận, biết hờn. Cái âm thanh chúng cũng không có biết buồn, biết vui, biết giận, biết hờn. Chúng không biết ai cả. Và ngay kể cả cái nghe, cái thấy, chúng cũng không buồn, không vui. Mà chúng cũng không biết đàn bà, đàn ông. Cái thấy chỉ thấy đối tượng thị giác. Cái nghe cũng chỉ là nghe âm thanh. Chúng không có cho âm thanh này là nam, là nữ. Chúng chỉ là mỗi việc nghe, chỉ là nghe, thấy, chỉ là thấy. Và rồi chúng diệt đi, chúng không bao giờ sanh trở lại cái khoảnh khắc đó nữa. Nhưng rồi lại có cái thấy được tiếp nối sau khoảnh khắc khác, lại thấy được một cái đối tượng thị giác. Và chúng ta ngỡ rằng đối tượng thị giác đó là đối tượng thị giác này, cái thấy đó là cái thấy này. Nhưng không bao giờ có cái thấy nào
sanh khởi trong vòng sanh tử luân hồi hai lần, chỉ có một lần duy nhất với duyên của chúng, bởi vì quả nó rụng xuống rồi là hết. Nghiệp nó tạo ra quả chứ quả không thể tạo ra nghiệp. Là sao? Khi mà nghiệp nó đã tạo ra thân này, với cái thân cá nhân bản thân chúng tôi này, với cái thân hôi thối bẩn thỉu đầy người chê trách này, lâu lâu có được một chút khen tặng và ngã mạn này, thì cái thân này một đời này nó chỉ rụng xuống bất cứ lúc nào, ngày mai ngày mốt nó rụng xuống rồi, thì trong suốt vòng luân hồi không có cái thân thứ hai như này sanh khởi, thì các quả của nghiệp nó cũng là như vậy. Do đó không có tôi trong đời sau, không có tôi tạo phước để hưởng trong đời sau. Nếu cái người nào học Phật Pháp như vậy là đã chìm vào trong tà kiến, rất dễ bị lầm lẫn bởi tà kiến. Mà chúng ta phải hiểu vô minh và tham ái nó cứ tiếp tục sanh ra các cái quẩn mới của nó. Các cái quẩn mới của nó có đôi khi là kiếp sau đó, từ nó lương và từ cái ngũ quẩn này nó tạo ra ác nghiệp, mà nó tạo hình thành nên con cắt kè, con nghé, con bò, con heo, chứ không phải nó tạo ra cái thân nào tôi chọn được trong kiếp sau. Mà cũng do cái phước báo này đôi khi nó tạo ra cái vị chư thiên, vị phạm thiên, hay là nó tạo ra cái vị thánh nhân trong tương lai. Nhưng mà nó tạo ra thánh nhân trong tương lai tức là nó tiếp tục nương vào cái dòng tâm đó, trí tuệ thì nó tích lũy trí tuệ, tham thì nó tích lũy tham, sân thì nó tích lũy sân, si thì nó tích lũy si, chánh niệm thì nó tích lũy chánh niệm. Mà các sắc pháp thì chúng không có tích lũy gì cả. Vậy hằng ngày chúng ta thấy những cái pháp quả này, pháp nhân này, pháp bất thiện này, pháp thiện, pháp vô ký. Nếu mà chúng ta không có nhận ra từ cái nghe ngửi này cái gì là pháp vô ký, vậy chúng ta thấy khi chúng ta ăn uống nhai đến tất cả những cái sắc đó đều là vô ký hết. Thân thể này đều là vô ký. Vì dự pháp nó nằm ở đây nè, nó là thực chứng. Chúng tôi đảm bảo với quý vị một điều chắc chắn là như vậy. Chúng ta đã bỏ qua cái thực tại, và cái pháp vô minh nó luôn luôn làm cho chúng ta quên về cái thực tại này. Nên là cái tâm của chúng ta nó không có hiểu về cái thực tại, nó không có cái gì để ăn, nên nó cứ bám vào những cái ý niệm, nên nó mới đắm say vào nhà cửa, con cái, vợ chồng. Mà những cái thứ đó là những cái thứ chỉ là giả hợp, là mê man. Kiếp trước chúng ta là ai? Cha mẹ chúng ta ở đâu? Nhưng mà nếu mà tất cả những cái thân hình trong kiếp trước của chúng ta nó hiện khởi ở đây, thì chúng ta chọn cái gì, thân hình nào? Nên là không có cái gì là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi cả. Những cái thân của kiếp trước nó cũng chỉ là đất, nước, lửa, gió, màu, mùi vị và tan giả. Những cái gì của kiếp trước cũng chỉ là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, cứng, mềm, những cái cảm thọ theo hình thức này, hình thức khác, sanh hữu này, sanh hữu khác, cũng sanh diệt như khoảnh khắc này mà thôi. Không có cái gì. Nên là Đức Phật dạy cái gì vậy? Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tầm, tương lai thì chưa tới. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không động, không dung chuyển. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết trước ngày mai. Không ai điều định được với đội quân thần chết. Chú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mỏi mệt, xứng gọi nhất giả hiền, bậc an tịnh trầm lặng. Bậc an tịnh trầm lặng. Và chúng ta cứ nghĩ rằng nếu mà chúng ta không thương yêu, không dính mắc vào con cái, thì chúng ta sẽ không có cái gì để mà tốt đẹp cả. Đó là một sự sai lầm rất là lớn. Ừ.
Trí Tuệ cũng thương yêu mà, nhưng mà Trí Tuệ không có dính mắc. Mà không những Trí Tuệ biết thương yêu mà còn biết nâng đỡ, biết dạy bảo, biết chia sẻ và biết hướng thượng. Và tất cả chúng ta đến với thế giới này đều là quả của nghiệp. Ai đến thế giới này cái sát na đầu tiên cũng đều là quả hết, trong bất cứ trường hợp nào. Chúng ta không đến đây bằng nhân được, mà đến đây bằng quả. Và không ai chọn được cha mẹ, chọn được quyến thuộc, bởi vì có ai đâu để mà chọn cái gì. Không có ai chọn được cái gì hết. Như vậy tại sao chúng ta lại chọn cái đối tượng thị giác? Chúng ta chọn âm thanh, chúng ta chọn cái phương pháp để thực hành. Sao chúng ta không hiểu? Nếu mà cái đang hiện tại nó đang sanh mà chúng ta không hiểu, mà chúng ta đi tìm một cái gì đó chưa sanh để hiểu, thì chúng ta hiểu về cái gì? Như vậy cái gì là cái đang sanh? Chắc chắn bây giờ đang có cái thấy, hoặc cái nghe, hoặc cái ngửi, hoặc cái nếm, hoặc cái xúc chạm, hoặc cái suy nghĩ, hoặc cái nóng, cái lạnh. Điều đó không phải là pháp thực tại chứ? Nó không phải là pháp thực tại hay sao? Nó không phải là danh, không phải là sắc mà Đức Phật dạy hay sao? Và chúng ta cứ chìm vào mãi trong câu chuyện của gia đình, của con cái, của vợ chồng, của thầy trò, thì của nhà cửa, tiền bạc, thì chúng ta học Phật Pháp chỉ là sự phí hoài, không đem lại lợi ích gì cả. Và nên nhớ một điều rằng người tu là một cái phẩm hạnh, là một cái tấm gương soi. Và chúng ta có một cái trách nhiệm rất là lớn. Nếu không, không những vậy chúng ta còn đi đọa xứ, và chúng ta không nghiên cứu, không thẩm xét và không có nhận biết được các pháp thực tại Đức Phật dạy, mà càng ngày chúng ta càng sống xô bồ xô bồ. Chúng ta không thể trong giáo pháp của Đức Phật tốt đẹp như vậy, chúng ta sẽ gây ra một cái đại họa rất là nguy hiểm cho mình. Thực sự pháp ly tham là rất khó, vì chỉ khi nào chúng ta nhận diện được thực tại hiện tiền thì pháp ly tham nó có mặt mà thôi. Còn tất cả mọi thứ đều bị che đậy bởi vô minh hết. Ở hình thức nào thì vô minh và tham ái, ông chủ đã đứng trình hình ở đó rồi, cuốn trôi đi hết. Và lúc nào chúng ta đến, chúng ta cũng chỉ thấy nó rất là đẹp, là hoan hỷ, lễ lộc này kia, rất là làm rất là hoành tráng này kia. Nhưng mà ông chủ tham ở đó đầy giấy, vô minh đầy giấy. Người gia chủ thì đắm say con cái và súc vật, người tu thì bỏ cha bỏ mẹ. Lúc đầu chúng ta đặt niềm tin vào trong giáo pháp này, nhưng mà niềm tin của chúng ta khi danh lợi đến là cái niềm tin suông. Cái niềm tin đó không được kiểm chứng, khi mà danh lợi tới thì
đều bị phá hủy hết, và chúng ta chỉ còn là sự che đậy của tham ái và vô minh thôi. Và cái điều đó nói lên cái sự mãnh lực của tham ái đó là vô cùng lớn, lớn. Mà có cái gì đâu thưa quý vị, quanh đi quẩn lại thì chúng ta thấy không, ngày nào cũng vậy, đối tượng thị giác này, đối tượng thị giác kia, rồi trên mẫu, trên cái bàn ăn của chúng ta ngày nào cũng chỉ có mấy cái cục xương và chút thịt, rồi trộn mấy cái rau, rồi chút máu huyết đó đổ vào, rồi đổ chút muối chút ấy vào thôi, nêm đếm vào cái miệng này thôi, cái lưỡi này thôi. Và cái thân này thì thải ra, sáng chiều là thải ra phân và nước tiểu, mùi hôi thối lồng lặc hết cả lên. Nhưng mà sân si ganh tị tật đố là nó ở trong cái ngũ uẩn này là nó vô số vô kể. Nhưng mà điều đó không quan trọng, quan trọng là chúng ta có thực sự thấy nó là pháp hay không á, có thấy được nó là pháp hay không. Chứ còn nó pháp nó sanh khởi, nó không phải là ai, không phải là ông sư, hay là không phải vị cao tăng hay là vị nhỏ hạ, mà nó chừa cho ai cả. Nhưng mà người trí với người ngu nó chỉ ở mỗi một cái như lý tác ý, là cái này chúng ta có nhận biết được nó là pháp hay không, hay là nó còn có cái tôi, cái của tôi, hay là người ta nói ra một cái thì nghĩ rằng là ô cái người này nói tôi xấu như này, tôi xấu như kia, mà không hiểu được rằng là Đức Phật nói tất cả các pháp là vô ngã. Tất cả các pháp là vô ngã. Cái điều đó mới là cái điều mà Đức Phật dạy cho chúng ta, cái đầu tiên mà chúng ta bước vào cái thánh đạo này, cái đầu tiên mà chúng ta nhận diện ra được danh sắc này, cái ý niệm về ngã phải được đặt xuống. Còn ai chưa đặt được ý niệm về ngã xuống, không có cái con đường thiền quán, thiền tuệ, tứ niệm xứ gì hết. Chúng ta thấy ngày nào cũng vậy thôi. Và người ta cứ đi tìm một cái gì đó thật là sâu sắc, nhưng mà xin thưa với chư đại đức tăng một quý vị rằng, cái người nào mà thuần thục về thấy, về nghe, về ngửi, về nếm, về đụng, về xúc, về chạm, về suy nghĩ, người đó sẽ đi đến thánh nhân và diệt tận, bởi vì thế giới chỉ có nhiêu đó thôi. Vì vô minh chúng cứ lập lờ các cái căn môn này, các cái thế giới riêng biệt của chúng này. Và chúng ta chìm vào trong những cái khái niệm con tôi, tài sản tôi, vật chất này, mà không biết rằng những cái thứ này là vô thường, là vô chi, vô giác. Những cái thân người uế trược đó chỉ là sản phẩm của vô minh, của ái dục. Tóc, lông, móng, răng, da, thịt, cơn, xương, tủy, thận, tim, gan, da, lông, nó lắp phổi, dục già, dục non, chỉ là tứ đại mà cực kỳ hôi thối bẩn thỉu, vô chi, vô giác. Và được cái ý niệm này nó đặt tên là cái người này người kia, chứ bản chất của nó thì nó là vô chi, nó không có biết nó xấu nó đẹp, nó không có biết nó là đàn bà đàn ông, nó không có biết là vui là buồn, nó không có biết giận biết hờn. Nhưng mà hàng ngày thì chúng ta hiểu lầm về nó, nên là giận hờn mới sanh khởi, vô minh mới sanh khởi. Và chúng ta thấy tham ái nó sanh từ đâu, ngũ uẩn nó sanh từ đâu, nó đang chấp thủ. Nên là Đức Phật dạy gì, mắt tai mũi lưỡi của chúng ta nó là thủ uẩn, tức là nó do chấp thủ của kiếp quá khứ nó mới tạo ra nè. Và tâm ý của chúng ta thì sao, luôn luôn là đắm say vào người và vật. Chúng ta đắm say vào con người là nhiều nhất, rồi đắm say vào quyến thuộc là thứ hai. Nhưng mà chúng ta đắm say vào cái gì quý vị biết không? Những cái đó chưa có ăn thua gì hết. Chúng ta đắm say vào ý niệm về ngã là con tôi, tài sản của tôi, Phật tử của tôi, chùa của tôi ở trong này nè, tôi.
tôi hết ấy. Tôi, con tôi tại sao tôi? Mà tất cả mọi thứ chúng ta có mang đi được cái gì không? Không. Không. Cái thân này mai mốt cỏ dại nó mọc lên. Và nghiệp ấy, thì nó lại hình thành. Và chúng ta đã bị đánh lừa. Chúng ta vào trong Phật Pháp ấy, chúng ta bị đánh lừa trong cái ngôn từ là các con làm phước cho thật nhiều đi để đời sau được hưởng cái này cái kia. Các bạn hưởng chưa đủ cái màu sắc ư? Các bạn chưa đủ hưởng cái âm thanh ư? Các bạn chưa hưởng đủ cái mùi ư? Các bạn chưa hưởng đủ cái vị ư? Các bạn chưa hưởng đủ cái xúc chạm ư? Quả của nó sanh khởi trong đời sống hàng ngày đây nè. Hưởng cái gì nữa mà hưởng? Có ai để mà hưởng? Cái thấy nào cũng khổ, cái nghe nào cũng khổ. Khi nào mà chúng ta thấy cái nghe là khổ, cái ngửi là khổ, cái đếm là khổ, cái sự dính mắc là khổ. Thế giới này là rỗng không, không có tự ngã. Chỉ có những cái âm thanh lẻ loi đơn côi, chúng sanh khởi vô tình, do duyên mà cái tâm nó hiện ra nghe cái âm thanh đó rồi nó diệt đi. Rồi nó diệt đi thì cái duyên xúc đó nó lại xúc chạm và nó duyên có một cái cảm thọ khổ hay cảm thọ lạc, hay cảm thọ không khổ không lạc. Chỉ là một cái đơn côi của cái cảm thọ đó rồi diệt đi. Nó vô thường đến mức độ như vậy. Nhưng mà nó được kết nối bởi cái thân thể do nghiệp tạo này. Nên là cái sáu căn này chúng ta dường như là lúc nào cũng có ý niệm về ngã, là có người này, có người kia, có tôi, có ta. Khi nào mà chúng ta thấy được cái điều này, chúng ta sẽ không còn dính mắc vào con tôi, tài sản tôi nữa. Tài sản tôi nữa. Chúng ta học Phật Pháp, học giáo pháp của Đức Phật để xả ly hay để dính mắc? Nếu mà để dính mắc thì chúng ta không lên đến với giáo pháp này. Mà còn nếu chúng ta đến với giáo pháp này thì hãy thắp lên cái ngọn đuốc tuệ. Bởi vì tất cả những khái niệm không bao giờ làm cho trí tuệ tăng trưởng. Bởi vậy chính vì vậy mà cái đối tượng của thiền định nó chỉ làm cho cái sự an tịnh tăng trưởng chứ không phải làm cho trí tuệ tăng trưởng. Các bạn đã hiểu một pháp rất là sai lầm ở chỗ đó. Nếu mà thiền định mà trí tuệ nó tăng trưởng thì Đức Phật không bao giờ dạy thiền quán, mà Đức Phật không có ra đời. Nhưng mà sát na hiện tại có khó lắm bắt không? Rất là khó. Chúng ta phải nghe đi, nghe lại, thẩm sát đi, thẩm sát lại cho đến vô lượng lần để nhận ra được cái thấy và cái nghe là vô ngã. Là không có tôi, không có ta đó. Chỉ có cái thấy, thấy, cái nghe, nghe. Đó là điều mà chúng ta thấy. Và khi đó chúng ta mới hiểu quả của nghiệp là gì, nhân là gì, duyên là gì. Hằng ngày đâu có cần gì về con cái chúng ta chết, chúng ta mới phải buồn khóc đâu, hay là mất đi đâu. Quý vị không có nhìn thấy cái đối tượng thị giác đó, con của quý vị đã đi đâu đó, quý vị không có nhìn thấy. Đó là diệt rồi. Mà nếu mà quý vị có thấy cũng chỉ là một sắc lá thôi. Không có cái gì ở đó đâu. Quý vị nhắm mắt lại, thế giới của thấy không còn nữa. Khi suy nghĩ thì thế giới của nghe không còn nữa. Lúc đó nó suy nghĩ về cái âm thanh đã diệt đi, hoặc là cái đối tượng thị giác nó đã diệt đi.
Như vậy chính vì vậy Đức Phật dạy rằng cái người tâm ý mà đắm say đó, lúc nào cũng chỉ nhớ về con cái tài vật đó, thì không có biết được cái pháp vô thường, không có thấy được cái thấy là vô thường, cái nghe là vô thường, cái ngửi là vô thường, cái cảm thọ là vô thường, cái sắc vô chi là vô thường. Không có đàn bà, đàn ông, con cái gì ở đây cả, trong cái chân đế của chúng. Và chúng ta cứ chìm mãi trong câu chuyện như vậy thì không bao giờ chúng ta nhận ra được cái pháp chân đế này. Và chúng sanh khởi suốt ngày, suốt kiếp này, kiếp khác, lúc nào cũng là pháp sanh khởi hết. Bởi vì ngoài pháp ra đâu có cái gì sanh khởi nữa. Không có pháp này thì cũng cái pháp kia, phải không? Như vậy mới gọi là trong tạng ví dụ pháp. Chúng ta đã học rồi, tất cả cái chi cũng là pháp, nhưng mà khó nhận biết các pháp như đó là lắm. Nên chính vì vậy chúng ta phải học rất rõ các pháp duyên sanh, học rất rõ về các căn môn, và học rất rõ về những cái định luật, định nghĩa của nó. Chúng ta phải thuộc nằm lòng ở nó. Và chúng ta thấy ra trong đời sống hàng ngày, mà chúng ta dờ vào bàn ghế này kia thì cái gì ở đó? Chúng ta nhúng tay vào cái nồi nước sôi thì cái gì ở đó? Có cái bàn tay ở đó không, hay là chỉ có một cái tâm nó biết cái nóng ở đó thôi? Chứ nó có biết được cái nước ở đó không? Không. Cái thân thức nó không biết được cái nước ở đó, nó chỉ biết cái nóng hay cái lạnh ở đó thôi. Mặc dầu nó nhúng vào nước, nhưng mà cái cảm giác nó cho biết là nóng hay là lạnh. Khi đó chúng ta mới thấy được là không có ai ở bất cứ thời điểm nào, mà chỉ có tâm và tâm sở đang kinh nghiệm một đối tượng nào đó trên sáu căn này. Vì sao? Chỉ khi nào chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, sau đó chúng ta mới dính mắt. Ngay kể cả cuộc sống của chúng ta, lúc chúng ta ngủ say thì tiền bạc của chúng ta hàng bao nhiêu tỷ trong ngân hàng, con cái, vợ chồng, chúng ta ghét ông sư này, thích ông sư kia, này kia, vân vân, những cái đó nó đi đâu? Rõ ràng là không có sự dính mắc nào ở đó cả. Vậy thì rõ ràng nó liên quan đến cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, thì chúng ta sẽ hiểu được chúng rồi, thì chúng ta mới biết được xúc nó duyên cho thọ và thọ nó duyên cho ái. Con đường bát chánh sẽ chấm dứt, không còn ái luyến với tất cả những cái đối tượng thấy, nghe, gửi đến đụng xúc chạm này. Vì đó sẽ đắc tu đồ vườn, tư đà hàm, a la hàm, phải không? Rõ ràng là những cái đối tượng màu, mùi, vị, âm thanh mà chúng ta không hiểu chúng thì nó sẽ làm duyên cho vô minh và ái. Thấy chúng là sắc khẩu vi như vậy, đơn giản như vậy, nhưng mà chúng ta không có hiểu biết về chúng, và chúng ta chỉ chìm trong những cái khái niệm con tôi, tài sản tôi, vân vân, thì rất là tai hại. Vậy Đức Phật dạy người ý đắm say con cái và súc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi làng ngủ. Khi mà tử thần đến thì không có con cái, không có ai che chở được hết trơn á, mà chỉ có nghiệp nó dẫn đi thôi. Nghiệp nó dẫn đi. Và nghiệp thì chúng ta thấy rất là dễ hiểu. Chúng tôi sanh ra ở cái xứ Hải Phòng, xứ Bắc Kỳ, nhưng mà tâm của chúng tôi không có nghiệp ở đó. Nó dắt chúng tôi vào cái đất phương Nam đẹp đẽ, sống một cuộc đời thanh thản
nhẹ nhàng vào cái nghiệp, cũng như cái nghiệp của các bạn sống ở Việt Nam nó không được tự do, mà các nghiệp của bạn tốt nó dắt cho bạn qua bên Mỹ ở, nó ngay hiện tại ở đây thôi. Và cũng có người đang sống tốt đẹp như vậy, nó dắt vào cái nghiệp là đi sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Nhưng cũng có người đang cái nghiệp xấu như vậy, thì cái nghiệp tốt ở chỗ nó lại dắt vào nơi chùa chiền, mà vị đó lúc đầu là những cái vị rất là hung dữ, nhưng mà vào trong chánh pháp của Đức Phật lại là một bậc hiền nhân, hiền trí. Đó, chúng ta nhìn thấy rất là rõ ràng trong đời sống này, không có cần gì về xa hết. Do vậy là chúng ta thấy người tâm ý đắm say con cái và xúc vật, tử thần bắt người ấy như lục trôi làm ngủ. Tử thần đến thì không có cái gì che chở được cả. Và chúng ta nên nhớ tất cả những gì chúng ta học về ngôn ngữ kiếp sau nó đều mất hết. Chỉ khi nào chúng ta hiểu, thật sự hiểu cái gì là thực hiện giờ, thì đó mới là nhân của trí tuệ. Nó sẽ sống mãi trong vòng sanh tử luân hồi. Bất cứ khi nào có cơ hội nhắc về tứ niệm xứ là cái này nó bưng lên và sẽ giác ngộ niết bàn. Còn ngôn từ thì chúng ta chỉ học để giải quyết trong kiếp này thôi. Nhưng mà chúng ta không có cái sự hiểu đúng về các pháp sanh khởi trong đời sống hàng ngày thì chúng ta không bao giờ diệt trừ được vô minh luôn. Và hàng ngày mắt tai mũi lưỡi của chúng ta nó đang bị lụt, đang bị gì, đang bị khá, nó đang cuốn trôi chúng ta đó. Và tử thần thì nó không có xa đâu thưa quý vị, không có xa, không có xa. Và chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta sống được lâu bền chứ không có chuyện đó xảy ra. Chút xíu nè, chỉ cần một chút xíu là một kiếp đã qua đi rồi. Mà chúng ta biết giáo pháp của Đức Phật rất là quý báu. Trên đời này không có một cái gì quý báu bằng cái sở hữu trí tuệ. Nhớ như vậy. Chỉ khi nào người nào có một trí tuệ được le nói lên đời, chúng ta mới thấy được không có bất cứ cái gì bằng trí tuệ cả. Nên người đó mới dành tất cả những thời gian để làm gì? Để tích lũy trí tuệ, chứ không có tích lũy gì khác hết. Và trí tuệ đó sanh ở đâu thì tất cả mọi thiện pháp nó đều làm một cách tốt đẹp và tròn đủ, không bao giờ có sự dính mắc. Và cuộc sống đẹp nhất là được tích lũy trí tuệ. Và tích lũy trí tuệ bằng cách nào? Nghe diệu pháp của Đức Phật, thẩm sát các pháp đang sanh khởi trong đời sống hàng ngày, để thấy ra uẩn xứ giới đế. Uẩn là gì? Nghe là uẩn, thấy là uẩn, cơm nước chúng ta ăn là uẩn, đi tiểu đi tiêu là uẩn hết á. Có cái gì mà chúng ta tưởng uẩn nó ở đâu? Nó không có ở trong sách vở. Cái thấy nó không có ở trong sách vở. Cái nghe không có ở trong sách vở. Cảm giác nó không có ở trong sách vở. Hãy nhớ một điều, nó là thật trong cuộc sống của chúng ta. Vậy thì đừng có dính mắc vào bất cứ điều gì. Và tất cả phải hiểu, tất cả các pháp đến đi đều do duyên hết. Con cái cũng chỉ là nhân là duyên, cảnh vật cũng chỉ là nhân là duyên. Không có cái gì là tôi, là của tôi, là tự ngã là của tôi ở bất cứ khoảnh khắc nào. Ngay như khoảnh khắc này thì con của các bạn ở đâu? Khi cái nghe đang sanh khởi, chỉ có cái nghe, không có con ở đó, không có cái nhớ về con ở đó. Khi mà chúng nhớ về các sư thì không có nhớ về con được. Khi chúng ta nhớ về tiền thì không có nhớ về các con được. Khi chúng ta nhớ về chồng thì chúng ta không có nhớ về các con được. Khi chúng ta nhớ về tình nhân thì chúng ta không nhớ về chồng, về vợ được. Tất cả những vợ chồng, con cái gì đều ở trong nhớ tưởng mà thôi. Chúng ta phải hiểu điều đó.
Thời pháp đến đây cũng vừa phải nẻ rồi. Phước báo phát sanh lên kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiền tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư dạ xoa năm vương, càng thác bà, xuất sanh ngạ quỷ, phi nhân, Atula, diêm chúa, kính chia phước năm này đến tất cả hữu Phật tử, mong cho được sự an lạc tấn hóa và sớm nhiễu chi được các pháp, thấy rõ được lý tứ thánh đế trong đời sống hàng ngày đức Phật dạy. Phước báo này nguyện là nhân là duyên, thành tựu ba năm mật, thành tựu đức hạnh, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn, xứng đáng là con của Đức Thế Tôn vô thượng, do lời chân thật này mong cho con thành tựu y theo ý nguyện. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Hãy cúi đi dùng mà.